chào quý vị và các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong series chương trình sôi động cuối tuần độc quyền phát sóng trên kênh N+1 thuộc hệ thống truyền hình kỹ thuật số NTVHD. Trên màn hình nhỏ quý vị và các bạn lúc này đã là những hình ảnh được truyền trực tiếp từ trận đấu được đánh giá là tâm điểm của tuần này. Một trận đấu mà sức nóng của nó đã làm cho hàng triệu con tim giới túc cầu ra lúc này phải hồi hộp lắng lại trước màn hình TV. Có thể nói tiếng hò reo của các cổ động viên trên các khán đài đang làm cho không khí trước trận đấu trở nên hưng phấn và náo nhiệt hơn bao giờ hết. Mặc dù trận đấu ngày hôm nay, trọng tài Howard Webb được bổ nhiệm sẽ là người cầm còi, và cùng với đó là hai trọng tài viên ông Mikadin và trọng tài nữ Sian Massey, trọng tài bàn là ông Jack Collin. Trước khi trận đấu này được diễn ra thì huấn luyện viên của cả hai đội đã có những tuyên bố rất táo bạo, họ sẽ chơi tấn công và cống hiến hết mình cho 90 phút sắp tới. Và trả bóng về Ngô Hoàng Thịnh. Đây là Công Vinh. Mai Tiến Thành. Trần Hữu Đồng Chiều. Rất nguy hiểm. Những tình huống dịch chuyển đội hình hợp lý. Một pha cản phá có thể nói là cũng đã cứu cho thủ môn bàn thua 10-10. Một pha treo bóng vào trong. Đánh đầu. Phản dứt điểm vọt sang ngang. Pha phản công không thành bàn vừa rồi chắc chắn sẽ khiến cho nhiều người nhớ đến Ronaldo, người cũng đã từng kết thúc một pha phản công sắc bén như vậy trong trận bán kết lượt về ở Champions League vào lưới của Arsenal. Xoay sở rất khéo. Một pha xử lý rất thoải mái. Vô lê. Cuối cùng thì tỷ số cũng được mở. Pha vô lê tuyệt vời. Không thể không ghi bàn ở một tình huống như thế này. Khoảng cách giữa hai đội chỉ là một bàn mong manh. Xử lý rất tự tin. Một pha xử lý rất thoải mái. Làm gì nào? Bóng ra ngoài, cơ hội phản công. Và chuyển vào khám nghiệp. Không được. Cách xử lý của hai đội ở khu vực giữa sân là hơi giống nhau. Những pha phối hợp ở đoạn ngắn để giải tỏa và tìm ra những kẽ hở. Cả hai đều chú trọng những đường truyền tương đối dài để có thể tạo ra được những cơ hội cho các tiền đạo mũi nhọn. Nguyễn Tuấn Anh. Để mất bóng rất nguy hiểm. Và xử lý rất kỹ thuật. Một tình huống đòi hỏi tốc độ, chờ đợi sự khác biệt. Bóng lên. Không vào. Đáng tiếc là bóng đi ra ngoài. Nguyễn Hồng Duy. Bùi Tiến Dũng. Tiếng còi đã kết lên. Vâng, sẽ có thẻ phạt được rút ra. Anh ta bị một chiếc thẻ vàng cảnh cáo vì pha vào bóng vừa rồi. Làm gì nào? Và đúng lúc này trọng tài đã nổi còi, kết thúc hiệp một trận đấu. Hiệp 2 của trận đấu đã bắt đầu. Ở trong hiệp 2 thì đội chủ nhà sẽ bảo vệ khung thành bên phía phải màn ảnh của bạn. Cho đến lúc này cả hai bên đều chưa thay người. Bùi Tiến Dũng. Có đoạt bóng rất hay. Đây là Công Vinh. Đây sẽ là một cơ hội xuất hiện. Vâng.
Những phút tiếp theo của trận đấu có thể sẽ là quãng thời gian có nhiều điều thú vị chờ đợi chúng ta. Pha bóng rất mạnh mẽ. Làm gì nào? Cách biệt đã là quá lớn và chỉ có phép màu mới có thể đem lại cho họ một cuộc lội ngược dòng. Chúng ta vẫn đang được chứng kiến những giây phút tuyệt vời nhất trong bóng đá, chứa đựng biết bao những cảm xúc của môn thể thao vua, từ sự hồi hộp, căng thẳng cho đến cảm giác nghẹn ngào trong từng pha bóng của các cầu thủ trên sân. Xoay trở rất khéo, xử lý rất tự tin. Đến đâu? Như vậy là lưới đã rung lên. Xoay trở rất khéo. Bóng lên. Không được. Pha dứt điểm quá thiếu chính xác. Nguyễn Hồng Duy. Chuyền hỏng. Đường truyền không chuẩn xác. Pha bóng rất mạnh mẽ. Đã có một pha phạm lỗi. Quyết định nhá. Pha cản phá quyết liệt. Xử lý rất tự tin. Tình huống nguy hiểm. Không được. Pha dứt điểm quá thiếu chính xác. Đây là thời điểm mà lại cần phải chơi trong thế được ăn cả ngã về không. Cú đá rất táo bạo từ xa. Quá bổng. Như vậy là sẽ có một tình huống phát bóng lên. Trong hoàng một cây trận bài viên không thích rất chuẩn xác. Hồng Kông đang thi đấu rất tốt, các khán giả trên sân đang cổ vũ rất nhiệt tình. Bàn thắng ở những phút cuối cùng. Tỷ số của trận đấu đang là 4-1. Tiếng còi đã cất lên. Và như vậy là trọng tài đã nổi còi kết thúc trận đấu, vượt qua đối phương trận đấu ngày hôm nay.